Hôm nay là ngày 24 đấy. Hôm nay là thứ bảy nên làm cả buổi sáng. Ngủ trưa một tí xong chiều mới lên. Sáng nay phải thêm đất cho các em củ cải đỏ. Các em mọc cao lên là dễ nó lộ ra, ngã nghe hết cả. Tiếp theo là khay cà rốt. Có một em mầm gì đây không biết, còn lại không? Có một em mầm hoa đây, hai em mầm hoa, ba em mầm hoa, hình như là cà rốt đó. Không biết nữa, chờ lớn lên tí xem thế nào. Đây là cái hoa hồng và cái chip. Trông ra dáng chưa này? Cả chip hôm nay cũng phải thêm đất này. Hôm qua trước mùa đất sạch amber để hôm nay thêm vào cho các em. Các em lớn hơn rồi cho nên là phải thêm đất vào gốc cho các em. Cầu vồng cũng vậy, thêm đất vào cho các em. Đây là khay cà rốt, cà rốt bảy sắc đấy. Có mấy cây lạ lạ không biết là cây gì. Cây này giống bên kia, chắc là hy vọng là cà rốt. Cây này nữa. Đấy. Cây này nữa này. À, có vẻ là cà rốt thật. Có mấy cây này giống nhau. À, bố chờ con tí. Hay. Bố chờ con tí. Đây là hành củ ngày hôm nay nhá, cao lắm rồi. Chắc là 3-4 hôm nữa là được ăn dọc. Đây là bí, hôm nay mình cũng thêm đất cho mấy em bí trong chậu này. Chẳng buộc hệ thống dây leo. Bí. Em bí nữa. Em bí nữa và em bí nữa. Bên này cũng có hệ thống dây leo cho các em. Em bí cũ đây, ngọn rất là đẹp. Em bé này hôm nay phát triển tốt lắm. Mình cũng thêm, mới thêm đất cho em. Cà chua. Mấy em cà chua này chắc là phải tách chậu, em khá là khỏe rồi. Chắc cho em lớn thêm một chút xíu nữa. Hôm xả này vẫn mãi chưa thấy ra lá này. À, em xả này thì vẫn phát triển tốt. Thêm đất cho cả em rau ngót ở ngoài kia. Em tỏi hôm nay lên đều lắm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đây là gừng này. Được rồi. Đây đây là gừng nha. Này mới bón phân bỏ cho em chanh. Chanh chanh. Em bơ nữa, em bơ cho ra góc này cho nó ấm cúng. Cả em hương thảo tưới nước một phát là hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
lá lốt, cải chip. Cải chip đẹp chưa, trông như vườn cánh bướm xanh. Nó muốn hôm trước mình cắt mấy cái lá bị sâu bệnh và phun tỏi ớt như này này, đây là bệnh. Đấy, vẫn còn hai cái đây. Bên này là a chà chà, cái cây này giống cây bên kia, nó là cây gì đây nữa, còn cái cây này thì rất nhiều luôn, chắc kiểu rau dền cơm đây nữa, chắc rau dền cơm á. Rau mùi này, rau mùi được bốn em, năm em rau mùi, năm em mùi, thêm hai em này ở đây nữa, chỗ nào cũng có em này, không biết là em gì. Hồng lỗi chưa bén rễ, chưa phát triển thêm, thì lá bắt đầu lên cao, bây giờ hồng tươi. Đây. Là muống. Cái cúc này. Cúc, cái cúc. À, một chạy nữa mình mới về, sáng nay nắng mình phải ủ vào. Đây, cải chip, cải hoa hồng, cải hoa hồng và cải cúc khai mầm ở đây, mình cũng phải đậy vào cho các em khỏe. Nốt mẹ em này cà chua, cà chua leo mới.